Lô chào anh em. Mọi người có nghe thấy không ạ? Sốc lại tinh thần thôi. Like, chia sẻ, like. Chào cả nhà, chào anh chị. Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại trực tiếp trong cái giờ giao dịch. Hôm nay thì Thắng quay lại trực tiếp trong cái giờ giao dịch thì chủ yếu là để thông báo cái việc mà nhận các cái câu hỏi để nhóm tập hợp và trả lời các anh chị trong cái buổi online họp nhóm vào sáng thứ bảy hàng tuần trên chính cái Facebook, chính cái Facebook này luôn. Anh chị có cái link ở dưới á để mời anh chị là đặt câu hỏi ở trong cái đó. Alo, lâu rồi. Hôm nay Phấn Đấu ngồi trực tiếp để khoảng 200 người xem cho vui ha, nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau. Em đang ngồi ở ngay 55 năm kỳ khởi nghĩa, quán cà phê Beta. Đang ngồi ngay 55 năm kỳ khởi nghĩa luôn. Đang ngồi ở ngay quán cà phê coffee của cái công ty chứng khoán Beta ở dưới tầng trệt góc 55 năm kỳ khởi nghĩa giao nhau với lại Hàm Nghi á. Tiến lên mua vào nắm giữ đi ạ. Nắm giữ dài hạn. Tiến lên quý 1 cùng với ngành thép thì tiến lên Hòa Sen, Hòa Phát với Nam Kim thì sẽ có kết quả kinh doanh tiếp tục tích cực vào quý 1. Lỗ phát súng đầu tiên là Hòa Phát rồi ạ. Hòa Phát là họp đại hội cổ đông hôm nay là tôi công bố cái chuyện đó rồi. Anh chị em tích cực like và chia sẻ đi để hôm nay khoảng tầm 200 hơn 200 người xem đi. Cho vui, nói chuyện với nhau cho vui, chia sẻ với nhau. Bởi vì hôm nay em cũng muốn là nhiều người theo dõi để đặt các cái câu hỏi á. Bọn em thì tập hợp xem là có cái câu hỏi nào thú vị không thì bọn em sẽ trả lời cho các anh chị. Và vui. Thị trường thì đúng như dự báo thôi, bắt đầu sang cái tuần mới rồi. Sang cái tuần này là tuần chuẩn bị là... Chiều hôm nay thì là VanX sẽ công bố cái kết quả review của ETF nữa. VanX thì chiều nay công bố là nó sẽ mua vào hay bán ra cái gì. Là thứ nhất thì bắt đầu từ sang tuần sau, tuần này thì đương nhiên là có thằng FTT nó cũng bán cả tuần này rồi ạ. Mua bán cả tuần này rồi nhưng mà nó không có giống như anh chị nhìn thấy thôi. Có chuyện đó. Hòa Bình với Đất Xanh thì nó có mua rồi chứ không phải không đâu. Nó có mua rồi. Thêm nữa là Hòa Bình, Đất Xanh. Anh chị có thấy tác động của việc mà chuẩn bị Fed tăng lãi suất không ạ? Fed sắp tới khả năng sẽ tăng lãi suất trong giữa tháng này, khoảng tầm 15 đến 20 tháng này thì Fed khả năng sẽ tăng lãi suất. Bởi vì nhìn thấy cái câu chuyện giá dầu bị tác động, giá dầu tác động á, thì đã thấy là khả năng cao xác suất là Fed sẽ tăng lãi suất đúng theo như những cái cam kết của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed. Hòa Bình thì tiếp tục tăng lãi, Đất Xanh với Hòa Bình thì vẫn là câu chuyện
rất nhiều kỳ vọng về câu chuyện là mua vào của ETF. Anh chị bỏ lại những cái đăng ký đi, đăng ký ở dưới trong cái link ở dưới đấy, có những cái thứ mà anh chị muốn đặt câu hỏi gì đó thì bọn em tập hợp, thì bọn em sẽ tập hợp lại những cái câu hỏi ở cái link dưới đấy ạ. Có một cái link dưới ấy. Một câu hỏi khá là hay của một cái bạn nào đó vừa đưa ra là hỏi về thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị nhiễu với một số cổ phiếu như là FLC, Faros và các cổ phiếu mới ra như là Sabico và Vietjet, thì nếu các cổ phiếu không giữ được như bây giờ thì liệu chứng khoán Việt Nam có bị một chu kỳ xuống sâu không ạ? Câu hỏi này khá là ok của bạn Lê Quang Tiến. Bạn Lê Quang Tiến mới có một cái câu hỏi như vậy. Thì đúng như bạn Tiến nói, giả định nếu như Faros không giữ được sắc xanh liên tục như thế này nữa mà nó đi vào một cái chu kỳ suy giảm thì sao? Anh chị có bao giờ đặt ra câu hỏi như vậy không? Nếu nó đi vào một cái chu kỳ suy giảm thì khi nó đi lên là việc của một số nhóm, một số nhà tạo lập, nhưng nó đi xuống thì lại là câu chuyện trách nhiệm của rất nhiều người, rất nhiều các cái thành phần có liên quan. Bởi vì nếu nó cứ cắm đầu nó đi xuống thì đương nhiên thị trường chắc chắn không thể đi lên được. Nếu Faros đi vào chu kỳ đi xuống, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là Sabico hay là Vietjet hay là Novaland, những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mới lên với tổng số cao thì nó cũng không giữ được sắc xanh mà đi xuống sâu. Thêm nữa là GAT cũng đi xuống sâu, thì liệu có một chu kỳ giảm không? Theo cái anh chị là như nào? Theo anh chị thì có hay không cái câu chuyện đó? Và xác suất có là nó có cao không? Có cao không? Hay là Faros nó cứ thế nó tăng từ giờ tới 300 luôn? Anh chị thử đặt ra cái câu hỏi đó và tự mình trả lời xem là sẽ suy ngẫm xem là nó như thế nào. Thì có gì để nhóm sẽ tập hợp cái câu trả lời để trả lời cho một cái bạn nào đấy vừa có một cái đặt cái câu hỏi đầu tiên mà mới trong cái nhóm của mình mới có người đặt câu hỏi đấy. Thả bom ETF là ngày 17 tháng 3, đó là ngày đấu súng của ETF. Lộn nhào, thị trường đang lộn nhào rất là mạnh. Vinamilk, GAT đang giảm rất là mạnh. Vừa chat vừa giao dịch. Rõ ràng là chưa lên ngay được, rõ ràng là thị trường chưa lên ngay được. Faros mà lên 250 hả? Chả có căn cứ nào để lên 250 cả. Câu chuyện này thì thực tế 99.99% là cổ phiếu thuộc vào, nếu nằm trong tay Thắng thì nói chung là nó lên giá mấy thì cũng bình thường thôi ạ. Không có vấn đề gì hết. Ví dụ như Thắng mở một công ty mà 99.99% cổ phiếu nằm trong tay Thắng thì cái chuyện mà có lên giá 1 triệu một cổ phiếu thì cũng đó là chuyện hoàn toàn bình thường, không có phạm vi phạm pháp luật và cũng không có ảnh hưởng đến ai hết. Bởi vì đơn giản đó là cái câu chuyện là cổ phiếu của Thắng thì Thắng muốn định giá nó là bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu thôi. Nên cái câu chuyện nhưng mà nó có một cái thứ mà chúng ta không thể không nói tới, đó là nó đang được tính trong cái trọng số chỉ số, nó tính vào trọng số của chỉ số, nên là khi nó lên thì nó ảnh hưởng đến thị trường và khi nó xuống thì nó ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến mặt về mặt tâm lý. Chứ còn về mặt đầu tư thì gần như là nếu với góc độ cá nhân Thắng coi như không có cổ phiếu đó, không có những cổ phiếu đó, bởi vì Thắng chả có căn cứ gì để giao dịch với những cổ phiếu đó cả. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở chỗ là cái bất cập, mình coi mình không có đầu tư vào cổ phiếu đó, nhưng nó lại ảnh hưởng đến thị trường và khi nó đi lên thì nó ảnh hưởng đến cái xu hướng,
và nó đi xuống thì nó lại càng ảnh hưởng xu hướng hơn, bởi vì khi đi lên nó chỉ có tác động về mặt ngắn hạn thôi, tức là về mặt tâm lý thôi, nhưng mà khi đi xuống tâm lý tác động sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thì như Hòa Phát đang đại hội cổ đông hay sao nên là giá cổ phiếu Hòa Phát đang tăng 5 lại. Ga thì giảm thì là có sẽ nó sẽ là cơ hội đấy anh chị. Bởi vì giá dầu sẽ không giảm sâu hơn được nữa đâu. Giá dầu về đây thì ga đã về 55 rồi. Đây anh chị này. Ga hoàn toàn có thể là cơ hội đấy anh chị. Đừng thấy nó trong ngắn hạn nhìn thấy là nó mới tọt qua 56.5 về 55.8 mà anh chị đã vội sợ hãi, bởi vì nếu như nhìn trên biểu đồ tuần của GAT á thì chạm mây rồi anh chị. GAT chạm mây vào ngày mai anh chị. Phiên ngày mai là phiên chạm mây của GAT ở vùng 54.5 đó. Đó là cơ hội đây anh chị. Cơ hội chắc chắn luôn. Nguyễn Tê Cường, đúng vậy đấy Cường ơi. Mai sẽ là cơ hội cho GAT. Anh chị có thể giải ngân sớm, bị chấp nhận thiệt hại khoảng 5 lai nhưng mà lợi ngày T, có thể giải ngân GAT sớm được. Đó là câu chuyện mà nhìn thấy, thắng nhìn thấy trên biểu đồ kỹ thuật đó. Thì nếu đếm nến thì GAT có tới, tính từ đỉnh ngày 26 tháng 9 thì đến bây giờ là GAT có tới 23 tuần giảm điểm. 23 tuần và tích lũy theo hướng xu hướng giảm. 23 tuần giảm điểm mà so với lại 35 tuần tăng. So với 35 tuần tăng thì đó là câu chuyện hoàn toàn có thể xem xét. 35 tuần tăng theo xu hướng tăng và có 23 tuần giảm điểm thì anh chị bắt đầu có thể xem xét quan sát GAT được rồi. Không ngoài cái tính toán của Thắng luôn, chính xác là Biên Hòa làm nhanh quá, nhưng chưa Thắng nghĩ là nó sẽ đánh thấp xuống để bỏ quyền, nhưng mà nó lại giật lên 11.5. nhưng mà theo Thắng tính toán thì chưa lên ngay được, chưa lên xa được, bởi vì còn cái quyền chốt quyền nữa. Còn cái chốt quyền sắp tới, có cái chốt quyền thì như là mới tháng 4 mới là cái ngày cuối cùng để chốt quyền mua phát hành 1:1 mà mua với giá 10.000, việc gì mà phải mua ở trên thị trường với giá 11.500, nên nó chưa lên ngay được đâu. Nó sẽ là câu chuyện là cái chốt quyền xong như thế nào đã cho Biên Hòa. Cô Tích Công thì điểm mua 192, hôm nay về 192 là quá đẹp luôn rồi. Đừng kỳ vọng về 185, bởi chẳng có lý do gì cô Tích Công phải giảm về 185 cả. Đúng rồi, 185 cả. Nó không lên được nữa thôi chứ nó giảm như vậy là đủ rồi ạ. Theo cá nhân Thắng đánh giá là cô Tích Công là nó đến 192 là đã ok rồi. Nó chỉ suy giảm như vậy thôi. Có thể nó sẽ chưa tăng ngay được nhưng nó sẽ lình xình ở vùng này. Khá lâu đấy, 192. 192 lình xình. 3 tuần rồi. Vinamilk thì đúng đợt này cũng là khó chơi, khó chịu thật. Thật sự là rất khó chịu. Thôi cứ sốc lại tinh thần đi ạ, chuẩn bị đến lúc anh em ta cần phải sốc lại tinh thần, lấy lại cái tinh thần để mà quan sát thị trường cho những phiên sắp tới, những cái phiên mà cái rủi ro và cơ hội nó đang tiềm ẩn. Sau một đợt nghỉ dài khoảng tầm 3 đến 4 tuần thì khả năng thì nhóm chúng ta sẽ bắt nhóm mạnh thường quân cũng như là anh chị em có thể bắt đầu quan sát thị trường, dành thời gian bắt đầu là ngừng cái việc mà nghỉ ngơi để theo dõi quan sát trước khi để bắt đầu giải ngân trong một vài tuần sắp tới. Bởi vì khi mà có những cái nhịp điều chỉnh phức tạp thì đó chính là rủi ro cho với nhiều người, nhưng nó lại là cơ hội đối với nhiều nhà đầu tư tỉnh táo.
tạo trong nhịp sắp tới. Lúc này là lúc chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Mời các anh chị tiếp tục đặt cái câu hỏi cho nhóm này, có hai câu hỏi rồi đây ạ. Ok. Có người đang không hỏi về một câu hỏi khác, nói chung để tập hợp ngày mai sẽ trả lời cho các anh chị. Mai sẽ trả lời cho các anh chị. Thực tế thì cái nghề chứng khoán này thì đúng sai sai đúng sai sai khó nói lắm anh chị. Hàng không Việt Nam rồi các anh chị. Có bạn nào đấy nói về hàng không Việt Nam, mình không có tư vấn mua cái cổ phiếu này. Có một hôm họp nhóm thứ 7 có nói về cổ phiếu này, thực ra không quá thơm đâu. Có bạn nào đấy mà có họp hôm thứ 7 tuần trước nữa thì có nói, có hỏi về hàng không Việt Nam, nếu không nhớ không nhầm thì là bạn Bảo Ân ấy. Có hỏi về hàng không Việt Nam, với giải thích rất rõ về hàng không Việt Nam cho anh chị nghe. Chẳng qua anh chị mua hàng không Việt Nam chẳng qua là kỳ vọng một Vietjet lên sàn. Đúng không anh chị? Nói là Vietjet lên sàn thì Vietjet tăng, nhưng hàng không Việt Nam không có nghĩa tăng, bởi vì bị áp lực bán của Techcombank. Với hai nữa, cái giá hiện tại của hàng không Việt Nam thực sự là không phải là quá hấp dẫn. Điểm mua gas thì có bạn nào đó họ hỏi là điểm mua gas thì hôm nay có thể là điểm mua sớm được rồi đấy. Quanh 55 là anh chị có thể mua dần được rồi. Nhìn trên biểu đồ tuần của gas thì mây sẽ hỗ trợ cho gas. Mây công hô á. Giá dầu cũng đang hỗ trợ cho gas, bởi vì giá dầu giảm đến 49 thôi. Anh chị nhìn trên biểu đồ ngày thì thấy rất là tối, gas đang ra dịch chuyển khá là tối, nhưng mà nhìn biểu đồ tuần á, anh chị sẽ thấy là gas là ở cái vùng quanh 49 này thì có bắt đầu có thể là xem xét được. À quên, 55 này chứ quên, 55 này. Được đấy anh chị. Thật là quá nhiều cơ hội. Thắng không biết cái vụ PHR, Thắng không theo dõi cổ phiếu này. Mọi người chỉ nghĩ đến mua mà chưa bao giờ có ai ý kiến với câu chuyện là bán đi hay không, cắt lỗ hay không. Có phải lúc nào cũng mua đâu à. Không phải tự dưng mà Thắng ngừng nghỉ trong vòng vài ba tuần gần đây. Có nói chuyện với một số anh em đồng nghiệp, đó là gần như 100% tài khoản của cá nhân, của khách hàng đều ở trạng thái tiền. Chưa bao giờ có ý định là nói với anh chị là quay vào thị trường, nhưng mà thực tế anh chị hay hỏi nên là trả lời anh chị thôi. Chứ còn đã riêng về mặt cá nhân thì đã quyết là làm, đã tuân thủ quy luật là làm, dù nó có tăng đi chăng nữa thì nghĩ vẫn nghĩ. Bởi vì mình kiếm được lợi ích trên thị trường, mình có quyền dành cho bản thân mình cái thời gian để nghỉ ngơi,
để reset, tức là để reset lại chính cái cơ thể mình, chính cái đầu óc mình. Cái thời gian nghỉ đó là thời gian để chúng ta đọc sách, nghiên cứu tài liệu, học hỏi thêm và quan sát thị trường một cách nó chi tiết hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng tham gia, không phải lúc nào các tất cả các cơ hội đều là của chúng ta. Cơ hội nó cũng luôn luôn có, luôn lúc nào cũng có. Nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là 24/24 là luôn luôn phải tham gia thị trường, lúc nào trong danh mục cũng phải có cổ phiếu. Bởi vì thực ra mọi người nghĩ như vậy, chẳng qua mọi người đang tự lừa dối mình rằng là cái kỳ vọng của mọi người quá lớn, lúc nào cũng chỉ muốn kiếm lời, nhưng quên được rằng, quên đi một điều rằng là khả năng có vẫn có thể sẽ lỗ. Tất nhiên ai cũng biết được rằng là việc lời với lỗ trên thị trường nó là điều rất là bình thường. Phần lớn những anh em trong giới hoặc là những người đã có tham gia đầu tư lâu năm sẽ hiểu hơn ai hết rằng là chơi chứng khoán lỗ là bình thường, lời mới là bất thường. Bởi vì tỷ lệ người lời rất là thấp mà tỷ lệ người lỗ rất là cao. Vì cái đó nên có thể phán ngay được là lỗ là bình thường. Lời kém được lợi nhuận mới là bất thường. Vậy lại tiếp tục với câu hỏi đó thì làm thế nào để mà là cái sự bất thường chứ không phải là sự bình thường, thì sẽ không tư duy hành vi giống như cái bình thường. Vẫn là cái câu nói của một cái nhà hiền triết hay là một cái nhà đầu tư nổi tiếng nào đó, họ nói đó là hãy đi tách riêng khỏi đám đông. Tất nhiên trong thị trường chứng khoán Việt Nam nó tính bài đàn nó là cao, vì vậy ta sẽ chọn một cái giải pháp hơi khác cái câu nói của cái nhà đầu tư huyền thoại đó, đó là chúng ta hãy tham gia cùng với đám đông nhưng hãy tách ra trước khi đám đông tan rã. Nhìn thấy đám đông tập trung thì nhanh chóng tham gia cùng với đám đông và tách ra sớm khi đám đông trước khi đám đông tan rã. Hơn thế nữa, một cái lập luận nữa đó là hai ngày hôm nay thì Thắng có nói một số video kín gửi cho nhóm Mạnh Thường Quân, nhưng mà hôm nay thì Thắng cũng nói thêm một cái chủ điểm nữa, đó là cái chủ điểm là một cái câu gọi là câu châm ngôn hiền triết của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ấy, luôn luôn nhắc nhở các nhà đầu tư khác hoặc là thậm chí cả con của nhà đầu tư này, đó là nó nôm na giống như là một trận đấu bóng đá, thì ông có nhắc là cái khoảng giữa sân đã đủ rộng cho các anh chị kiếm lợi nhuận rồi, không nhất thiết là phải kiếm lợi nhuận ở cái vùng gọi là vùng biên, tức là vùng tranh tối tranh sáng. Bởi vì cái vùng biên tranh tối tranh sáng nó có thể đem lại cái hệ số lợi nhuận rất là lớn, nhưng nó cũng đem lại những cái rủi ro bất ngờ mà có thể làm tiêu tan hết tài sản của các anh chị. Vậy nhà đầu tư này luôn luôn khuyên những nhà đầu tư mà muốn gắn bó bền vững và lâu dài với thị trường một câu khuyên rất là mang tính chất chân lý, tức là ở khu vực giữa sân đất đã đủ rộng để cho các anh chị kiếm lời. Nếu thực sự các anh chị có đủ bản lĩnh giỏi và sự nhanh nhạy, bỏ đi cái tôi cá nhân, bỏ bớt đi những vấn đề liên quan tới cái mong muốn và cái lòng tham muốn là tham gia thị trường để thành một người giàu nhanh chóng. Rất ít các anh chị ngồi đây có thời gian để kiểm lại cái tài khoản giao dịch của mình, xem là trong vòng từ tháng 1 đến bây giờ là tháng 3 năm 2017 đã kiếm được bao nhiêu, và có bao giờ nghĩ đến câu chuyện là tự thỏa mãn với cái điều đó hay không, hay là các anh chị muốn rằng là từ tháng 1 tới tháng 3 phải kiếm được rất rất nhiều. Thực ra cái nhiều này nó tùy thuộc vào mỗi người. Đó là cái mà cũng là cái chân lý của thị trường và cũng của bất kỳ một ngành nghề kinh doanh nào. Điều này các anh chị phải hiểu, phải rõ và phải cố gắng nhận thức được chuyện này. Thêm nữa thì một số cái vấn đề liên quan tới cái gọi là xóa hết những cái lịch sử trong não mình về cái tư duy cũ là luôn luôn phải lúc nào cũng nhảy nhót mua bán trên thị trường, thì hãy vui lòng xóa bớt đi và bắt đầu làm lại từ đầu, bắt đầu xây dựng lại một cái phương pháp. Phải có phương pháp, phải có cái cách thức xây dựng phương pháp rõ ràng thì mới mong đứng trong cái nhóm là bất thường, tức là cái top 5%, thực tế thị trường Việt Nam có 3% rồi, 3% kiếm được tiền. Còn nếu anh chị không chủ động cho cái chuyện là thay đổi cái phương pháp, tìm ra một cái phương pháp
khác, thì thực tế chính các nhà đầu tư nhỏ lẻ là cái thùng rác để gánh chịu những cái hậu quả cho những cái tay gọi là mang tính chất lợi ích nhóm, lợi ích đặc thù trong thị trường. Đó là những chia sẻ thật sự ít người nói tới, và cũng chẳng có một người làm tài chính nào nói tới cái chuyện này, bởi vì chẳng bao giờ cái dân tài chính muốn các anh chị ngừng giao dịch hết, bao giờ luôn. Đó là thực tế. Nhưng thiết nghĩ rằng là không thể cứ mãi cái tình trạng như thế được, mà phải có một cái cách xây dựng vấn đề bắt nguồn từ cái bản chất then chốt của nó, đó là sự bền vững. Những nhà môi giới, những nhà tư vấn tài chính nào giỏi nhất sẽ tiếp tục tồn tại với thị trường, không phải vì cái câu chuyện là doanh thu giao dịch, mà nó tồn tại với thị trường mang tính chất hiệu quả và mang tính chất xây dựng. Còn những nhà môi giới nào mà không đủ khả năng, năng lực thì tốt nhất sẽ nên bị loại bỏ khỏi thị trường. Và cái người làm nghề tư vấn nó phải là một người có cái công sức đầu tư nghiên cứu, có cái thời gian bỏ ra để phục vụ nghề, giống như một người làm tin học hay một người làm bác sĩ. Bởi vì chỉ có những người bác sĩ đầu tư nghiên cứu học hỏi giỏi nhất thì mới có được phép là cấp chứng chỉ bác sĩ giỏi và được phép mổ người bệnh. Còn lại những cái bác sĩ kém hơn, yếu hơn và thậm chí chưa đủ tay nghề, non tay nghề thì nên đi học lại hoặc rời bỏ thị trường. Cũng nhờ đó mà tính cạnh tranh của thị trường nó càng ngày nó càng thấp đi, bởi không phải là vì là nó dễ dàng hơn, mà thấp đi bởi vì là cái số lượng những nhà môi giới, những nhà tư vấn nó ít bớt đi, nó không nhiều như bây giờ. Người ta gọi là người bán thì nhiều mà người mua thì ít ấy. Tức là lượng người tham gia giao dịch trên thị trường thì ít, mà lượng nhà môi giới thì quá nhiều thì dẫn đến cái câu chuyện là cạnh tranh thì là sẽ là phát sinh những vấn đề thiếu lành mạnh. Và hơn thế nữa thì cái nhu cầu cơm áo gạo tiền của tất cả các nhà môi giới dẫn đến cái câu chuyện kết cục cuối cùng, người thiệt hại cuối cùng chính là các khách hàng, là các nhà đầu tư nhỏ, thậm chí là cả các tổ chức, và là thậm chí cả doanh nghiệp luôn, không ngoại trừ là cả doanh nghiệp luôn. Bởi vì chính doanh nghiệp, một số doanh nghiệp có cái quy trình quản lý yếu kém cũng vẫn bị thiệt hại như thường, do cái việc tư hữu cá nhân của các nhà môi giới lão luyện, và cũng là do những cái việc sơ ý của các nhà môi giới thiếu lão luyện, thiếu hiểu biết, dẫn đến những cái việc là vô ý gây thất thoát tài sản, gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng. Đó là điều mà xây dựng về hướng thị trường nó phải là như vậy. Không phải tự nhiên, nhưng mà đương nhiên mấy năm gần đây các ngân hàng thì tái cấu trúc, thu nhỏ và loại bớt những ngân hàng yếu kém. Không phải là 106, những người nào dành về thị trường sẽ biết được rằng là cách đây khoảng tầm 8 năm về trước, số lượng công ty chứng khoán trên thị trường là 106 hoặc là 108, thắng nhớ không, con số không chính xác. Nhưng tại sao bây giờ nó còn khoảng trên dưới 40 công ty thôi? Và thực tế, về lâu về dài, cái thời điểm đó Thắng có biết nó số lượng người môi giới nó lên tới tính bằng vài ngàn hoặc là vài chục ngàn, đông lắm. Bây giờ dẹp bớt đi, và dần dần thì phải đi vào, không thể là lúc nào cũng sẽ đi vào phát triển theo chiều rộng, coi cái nghề môi giới chứng khoán nó giống như là một cái anh cò trung gian giống như các nghề khác. Bởi vì một anh cò trung gian của các nghề khác nó chỉ đóng vai trò là ăn phí và là người giới thiệu, nhưng cái một anh cò của tài chính, nếu cho họ giống như một anh cò của nghề khác, thì người mà không phải là thiệt hại phí, mà anh chị còn bị thiệt hại đau lớn hơn, đó là chính là thiệt hại về cái việc tụt giảm của cái giá cổ phiếu anh chị mua vào mà không theo một cái quy tắc nào, và cũng không có một cái chuẩn mực nào. Đó là cái điều rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, anh chị không bao giờ để ý tới. Anh chị nếu mà thấy nó hợp lý
nó cần phải suy ngẫm lại những cái thứ mình đang làm. Thậm chí là nghe ở đây có thể là có những cái quỹ đầu tư hay là có những cái tổ chức lớn đang đan ra thị trường, nhiều khi mà lắm khi cũng không để ý đến những vấn đề này, ít khi lắm, ít khi để ý đến những cái vấn đề mà Thắng đang trao đổi. Bởi vì là những vấn đề là những vấn đề nó mang tính chất gọi là, mặc dù nó là bản chất của sự việc nhưng rất ít người muốn nói tới, rất ít người muốn nói tới. Tất cả mọi người đều coi nó là cái việc chung của xã hội, không phải việc riêng của ai hết. Không phải vô tình hay cố ý mà thị trường diễn ra, thị trường tài chính trên toàn cầu nó cũng đều có những cái tính bất ổn nhất định, mà đó chính là nó là bản chất. Bởi vì trong ngắn hạn nó là phản ánh cái hành vi của mỗi người, nhưng cái hành vi mang tính chất có ý thức nó sẽ mang tính ổn định hơn hành vi mang tính chất mà vô ý thức, thiếu những cái gọi là cái tính xem xét, thiếu những cái tính toán phù hợp. Thưa các anh chị, là mục đích của cái câu chuyện mà làm những cái video nói chuyện với các anh chị ở đây không phải hướng tới các đối tượng là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, dân đầu tư lão luyện, bởi vì cái nhóm này họ đã quá lão luyện, quá từng trải và quá sành sỏi trên thị trường. Mục đích của những video này là những video hướng tới những cộng đồng, những nhà đầu tư mà còn non về kinh nghiệm, thiếu kém về hiểu biết, và cũng vì là chính vì cái yêu và đam mê cái lĩnh vực này, cái môn này, nên muốn rằng là môn này nó ngày càng phát triển mạnh hơn. Bỏ đi một cái tư duy, đó là tư duy tư hiểu trên đồng môn ấy. Những người cùng tham gia một cái nghề người ta gọi là đồng môn, đồng nghiệp, cả hai nhà đầu tư và cả người thực hiện nghề, các thành phần có liên quan, từ sở giao dịch, từ ủy ban, từ những các công ty chứng khoán là các công ty thường thành viên, người làm môi giới, người làm tư vấn, hay là các nhà đầu tư bỏ tiền của mình vào để mong là xây dựng doanh nghiệp, phát triển đất nước, thì đều là được gọi là đồng nghiệp hoặc đồng môn. Thì sớm bỏ đi cái tư duy là xé thịt nhau, xé thịt đồng nghiệp, xé thịt đồng môn, thì có mong rằng thị trường về lâu dài nó mới phát triển được. Tất nhiên rồi, thị trường nó vẫn sẽ phải diễn ra theo cách của nó, vẫn sẽ có những người nghe xong rồi hô là ui nói suông, chả giải quyết được vấn đề gì. Thị trường nó vẫn diễn ra theo cách của riêng nó, đúng là như thế. Dù có muốn nói hay không muốn nói đi chăng nữa thì thánh gióng nó vẫn là thánh gióng, nó vẫn không cần ăn mà vẫn lớn bình thường. Dù có phản biện lâu dài hơn nữa, nhiều hơn nữa, thì cuối cùng thì cái vận động của quy luật là thị trường luôn đúng, nó vẫn phải vận động. Nhưng rồi phải hiểu một câu kết rằng là của Sera thì sẽ trả lại cho Sera. Cái gì là bản chất nó sẽ là bản chất, cái gì mà nó là cái sự bong bóng, cái sự nó gọi là cái sự đi ra khỏi cái quy luật bình thường của nó, thì nó sẽ quay trở lại với quy luật bình thường. Để rồi anh chị xem là Thắng nói có đúng không? Bởi vì thường là tất cả cái việc, tất nhiên không nặng lắm việc đúng sai đâu, nhưng mà ý là để xem là những cái dịch chuyển của thị trường nó có mãi đi theo một cái hướng là thiếu cái sự khách quan không? Khi mà đi vào chia sẻ và nói chuyện với anh chị từ góc độ
là một người mà có nhiều trải nghiệm trên thị trường đấy, thì cũng rất rất mong rằng là nhận được cái sự ủng hộ. Thực ra cái sự ủng hộ của các anh chị nó chả có gì ghê gớm cả, nó chỉ là những cái chia sẻ kiến thức. Bản thân Thắng là người nói để chia sẻ, thì mọi anh chị cũng nên dành một chút thời gian, một chút xíu về các cái việc mà ấn bàn phím, để chia sẻ những kiến thức, những cái gọi là cái tâm huyết của bản thân Thắng, của nhóm câu lạc bộ tự doanh, đến với lại mọi người, đến với lại cộng đồng. Có như thế thì cái sức của nó mới có cái sự lan tỏa nhất định. Để rồi sắp tới đây ấy, thì thị trường nó ngày một phát triển hơn, ngày một